Dạ đâu vui là nho dèo. Hôm nay mình sẽ qua bài luyện nói số 4. Chimica ca muèo. Chimica ca muèo. Sở thích của bạn là gì? Thì trước qua học cái phần này thì mình sẽ học các phần ngữ pháp để áp dụng vô phần nói nhé. Là mưu sinh, cắt ra đi với một danh từ có thể dịch là gì, nào và mấy. Thì các chữ này mưu sinh này để dùng trong câu hỏi, mình sẽ không dùng trong câu trả lời nha, vì mưu sinh là danh từ để hỏi. Rồi dùng khi nào, khi nào mà dùng mưu sinh với một danh từ. Pháp mưu sinh gặp với danh từ này là sử dụng khi người nói muốn hỏi về một đối tượng danh từ mà mình không biết hoặc là không hình dung được. Ví dụ ha, mình sẽ cho ví dụ danh từ là vui. Vui đó là thứ, thì mình sẽ ghép vô với là mưu sinh. Mưu sinh cách ra vô y, ghép với danh từ đuôi câu để hỏi. À, vô y là một danh từ nên trên các đuôi câu để hỏi là y dèo, thì mình đã có vòng cuối y, có vòng cuối là gì. Rồi mình sẽ dịch ra nè, thứ đúng chưa, thì thứ chỉ có hỏi là thứ mấy nè, đúng chưa. Nếu như bạn có thể là hôm nay là thứ mấy thì ồ nơi vô ha, ồ nơi lên mua sinh nhồi đi yếu, là khi bạn có âm số lý cái này lên mua sinh nhồi nha, mua sinh nhồi đi yếu, này là thứ mấy. Tiếp mình sẽ có ví dụ thứ hai, giả sử mình cho một danh từ là giao hoa. Giao hoa là phim đấy cho mình ha. Giao hoa này là phim chiếu rạp, không phải là phim truyền hình. Phim truyền hình là phim dài tập, còn phim chiếu rạp có mấy chục phút thôi, hoặc là 100 mấy chục phút thôi. Mình sẽ đến rạp mua vé để xem, thì đến rạp mua vé để xem chính là giao hoa. Thì giả sử như bạn mình nói là thích phim đúng chưa, thì mình nói là thích phim gì, thì mình sẽ ghép cái công thức này: mua sinh giao hoa phim gì, phim gì, mưu sinh giao hòa phim gì. Rồi cho danh từ tiếp theo sẽ là chép. Chép có nghĩa là sách, hỏi loại sách mà người ta muốn muốn đọc nha. Mưu sinh chép sách gì. Rồi cho danh từ tiếp theo là mày. Mày có nghĩa là lời nói, lời nói. À, mình sẽ lấy cô là ngô sinh mày nói gì. Ở đây là ngô sinh mày gì vậy, nói gì vậy, ngô sinh mày gì hả. À, rồi tiếp theo danh từ cuối cùng mình sẽ cho là unh đùng. Unh đùng, unh đùng là thể thao, thì mình sẽ ghép vô là mua sinh unh đùng. Nó cắt ra nha, mua sinh unh đùng là môn thể thao gì hoặc là môn thể thao nào, giống như là đá bóng, đá cầu, đá bóng rổ. À, mình sẽ hỏi là môn gì, môn thể thao ha. Thể thao mình sẽ gọi là môn, môn thể thao nào đấy. Rồi mình sẽ qua đọc nhé, mình sẽ đọc. Ờ, mình sẽ đọc bên này trước, rồi mình sẽ qua bên này ghép thành. Nhưng cái này là một câu, mua sinh nhồi đi hiểu là một câu, nhưng cái này chỉ là một cụm thôi nha. Mua sinh giao hoa chỉ là một cụm danh từ thôi, mua sinh chắc cũng là một cụm danh từ, nên để ý cho mình nhé. Rồi ở đây vô il, vô il, vô il, mua sinh vô y ri e yếu, mình sẽ liên chữ riêng này lên đây: mu sinh yo y ri e yếu, mu sinh yo y đi yếu, mu sinh yo y đi yếu. Tiếp theo yong hòa, yong hòa, mu sinh yong hòa, mưu sinh giao hòa, mưu sinh giao hòa, mưu sinh giao hòa. Chép
chép mu sân chép mu sân chép mu sân chép mài mài mu sân mài mu sân mài mu sân mài mu sân mài un tông un tông un tông mu sân un tông mu sân un tông mu sân un tông. Mình sẽ đọc lại một lần nữa nhé. Yo il yo il mu sân yo i đi e yo mu sân yo i đi e yo yong hòa yong hòa mu sân yong hòa mu sân yong hòa chép mu sân chép mu sân chép mài mài mu sân mài mu sân mài un tông un tông mu sân un tông mu sân un tông. Rồi sau ngữ pháp hôm nay mình sẽ có một phần như thế này thôi. Và bây giờ mình sẽ qua các phần từ vựng nhé. Thì hôm nay mình học chủ đề là chimi, sở thích. Thì mình sẽ có một số phần từ vựng về chimi. Các bạn có thể chọn hoặc là có thể thêm vào những từ mà mình thích nhé. Đây, ở đây mình sẽ có một số từ. Đây tất cả là danh từ hết. Mình sẽ chuyển về danh từ hết. Các bạn để ý nha. Rồi mình sẽ đọc bài. Yong hoa kham sang. Yong hoa kham sang. Yong hoa kham sang. Âm mạc kham sang. Liếng cái này lên nha. Âm mạc kham sang. Âm mạc kham sang. Thục so. Thục so. Thục so. Thế quan tổ. Thế quan tổ. Theo quan tổ. Cái chữ này nó khá là khó đọc nên là bạn sẽ để ý cho mình. Nó được bắt nguồn từ âm u kết hợp với âm o và thêm chữ niên thì mình sẽ đọc là u o wo won. Các bạn sẽ ghép từng chữ vô rồi bạn giống như đánh vần tiếng Việt của mình vậy ha, giống như a cỡ ca gì đó. Thì đây cũng là u o wo won này ha. Xong mình sẽ thêm chữ ký dấu vào, để thêm chữ ký dấu vào nè. U o won won ha. Quan tổ. Theo quan tổ. Yô đi. Yô đi. Yô đi. Cái này á, thì mình ghi là kê im. Như mình khi đọc á, thì mình sẽ đọc nó hơi hướng về tiếng Anh. Tại vì cái này là nó là mượn. Nên mình sẽ đọc là kem nha. Giống như là mấy bạn bỏ chữ y này nè. Đó đi. Ném cái điều này sẽ là kem. Kem nha. Mình sẽ không đọc là kê im mà mình sẽ đọc kem. Kem giống như là game vậy đó, tiếng Việt ha. Kem. Rồi tiếp. Un tông. Un tông. Un tông. Chúc cù. Chúc cù. Chúc cù. Đây là âm bật hơi nha, các bạn cố gắng bật hơi ra. Là chúc. Chúc. Chúc cù. Sư kỳ. Sư kỳ. Sư kỳ. Nông cù. Nông cụ. Nông cụ. Bê tư minh thần. Bê tư minh thần. Bê tư minh thần. Khơi lê xích. Khơi lê xích. Khơi lê xích. Các bạn để ý ở đây có một cái tiếng âm mà bạn sẽ để ý nè. Để các phát âm ha. Khi bắt chim là vi ơi gặp phụ âm cuối liền kề là viol thì hai âm này mình sẽ đọc là chữ l, mình sẽ không đọc là chữ r nhé. Mình sẽ đọc là khule khule. Khi mà mình đọc cái chữ khule á thì mình đun đánh lửa lên là khule. Sau đó giữ yên và bạn bắt đầu là đọc chữ le xuống thì nó sẽ rất là tự nhiên ha. Là khule 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 xích khule xích
Classic để nha. Rồi mình sẽ đọc lại một lần nữa. Các bạn nhớ là mỗi lần nghe bài giảng của mình thì mấy bạn phải đọc theo, vì khi mấy bạn đọc theo mấy bạn mới có thể là dễ nói chuyện hơn, vì đọc riết rồi mình sẽ nói được. Chứ mấy bạn cứ nhìn, mấy bạn cứ nhẩm theo bằng mắt, hoặc là mấy bạn cứ nghe thôi thì mình sẽ không nói được. Đơn giản thôi, mấy bạn có mài lưỡi thì bạn mới có thể nói chuyện được. Giống như mình, nếu mà mình nói được như vậy thì mình cũng phải nói đi rất nhiều lần. Mấy bạn nhớ ha, là John Hoa Khăm Sàng, John Hoa Khăm Sàng, John Hoa Khăm Sàng, Mạc Khăm Sàng, Mạc Khăm Sàng, Mạc Khăm Sàng, Phục Sò, Phục Sò, Phục Sò, Phê Quân Tù, Phê Quân Tù, Phê Quân Tù, Yuri, Kem, Un Tùng, Chúc Cù, Sư Khi, Nông Cù, Bê Tư Minh Thần, Classic. Rồi mình sẽ qua phần từ vựng tiếp theo. Mình sẽ đọc tiếp theo những từ vựng còn lại ha. Là che trừ, lúc, pop, Khô mi ti yong hòa, cung phu yong hòa, ek sam yong hòa, mê lô yong hòa. Đọc lại một lần nữa nhé. Che trừ, lúc, pháp, khô mi ti yong hòa, cung phu yong hòa, ek sam yong hòa, mê lô yong hòa. Rồi tiếp theo mình sẽ qua những cái mẫu câu để hỏi về cái sở thích và câu trả lời. Rồi mình sẽ qua một số mẫu câu để có thể hỏi về sở thích. Thì ở đây các bạn thấy nè, câu hỏi là Shimika mùi dấu, đây là một câu đầu tiên ha. Mình sẽ là câu hỏi là sẽ là Shimika là mùi dấu, sở thích của bạn là gì? Thì khi mình hỏi, mình đừng hỏi là sở thích là gì ha, thì mình sẽ thêm chủ ngữ vào sở thích của bạn là gì. Thì mình sẽ trả lời là, ý thứ nhất có nghĩa là Jiminen danh từ sở thích gắn với y e dù hoặc là về dù. Cái ngữ pháp là mình nói đi nói lại rất là nhiều lần rồi ha. Khi danh từ này có quẩn cuối hoặc là có bắt chim, mình sẽ đi với y e dù. Khi danh từ này không có bắt chim hay gọi là không có quẩn cuối, mình sẽ đi với về dù. Này dịch ra là che chiminen, có nghĩa là sở thích của tôi là danh từ nha. Sở thích của tôi là danh từ. Dịch nguyên cụm ha. Chimi
ta 뭐예요? Sở thích của bạn là gì? 제 취미는 danh từ 이에요 là 예요. Sở thích của tôi là danh từ. Rồi cái cụm thứ hai tụi mình có thể hỏi là 무엇을 좋아해요? Mình có thể dùng cụm này để hỏi luôn ha. 무엇을 좋아해요? Bạn thích cái gì? À, tạm biệt là thích cái gì? Bạn thích cái gì? 무엇을 좋아해요? Bạn thích cái gì? Thì nó là thích cái gì đó sẽ là bạn có thể thêm chủ ngữ qua hoa là 저는. Cái này có thể lược bỏ hoặc là để cũng được, thì trong tiếng Hàn được phép lược bỏ chủ ngữ. Rồi, mình sẽ đem một cái danh từ sở thích vào đây. Mình sẽ đi với 을 hoặc là 를 좋아해요. 또이 nha, 또이 thích danh từ. Mình nói lại nhé. Tôi thích danh từ. Rồi, cái phần này mình sẽ sử dụng như thế nào? Danh từ có mắt chim, mình sẽ đi với 을. Và danh từ không có mắt chim thì mình sẽ đi với 를. Để nha. Đây là 을 là trợ từ tâm ngữ, nó sẽ đứng sau tâm ngữ. Vậy cái động từ đây là 좋아하다, nhớ cho mình đây là động từ lưỡng tính. Thì khi mà động từ lưỡng tính nó sẽ đi với 을, nó không đi với 이가 nha. Và nên là mình để cho mình là đây sẽ đi với trợ từ 을 và danh từ. Thì khi mà danh từ có bát chim thì mình sẽ đi với 을, danh từ không có bát chim thì mình sẽ đi với 을. Rồi, đây là những cấu trúc mà các bạn có thể sử dụng để hỏi về sở thích của một ai đó, hay là nói về sở thích của chính mình khi mình giới thiệu với ai đó mình có sở thích như thế nào đó. Rồi ha, rồi mình sẽ qua cái phần đồng hội thoại. 제 사과, 묻고 답하기. 취미가 뭐예요? 잘 듣고 따라해보세요. 취미가 뭐예요? 운동이에요. 무슨 운동을 좋아해요? 저는 태권도를 좋아해요. 다시 듣고 따라해 보세요. 취미가 뭐예요? 운동이에요. 무슨 운동을 좋아해요? 저는 태권도를 좋아해요. Rồi, mình sẽ ra đầu hội thoại thì các bạn đã nghe rồi. Thì đây là hai nhân vật nói chuyện với nhau về sở thích, là hỏi là sở thích gì, rồi hỏi là trong cái môn đó thì mình thích cái gì. Nha, câu đầu tiên có ngữ câu nãy rồi ha. 취미가 뭐예요? Mẫu câu nãy mình nói rồi. Sở thích của bạn là gì? Nha. 운동이에요. Cái phần này á là bạn này bạn trả lời, bạn đã bỏ đi cái phần là 제 취미는, là bỏ đi cái phần chủ ngữ đó. Nhưng mà khi qua tiếng Việt thì mình không nên bỏ, mình đừng có dịch là thể thao, mà mình hãy dịch là sở thích của tôi là thể thao thêm vào cho câu nó hay. Vì trong tiếng Việt mình không có chủ ngữ là một câu nói rất là bất lịch sự, không thích à. Và để 운동이에요 thì sở thích của tôi là thể thao. Tiếp, 무슨 운동을 좋아해요? Các bạn thấy cái cấu trúc này nãy mình ghi này nè, danh từ cộng với 을을 좋아해요. Thì bạn thấy chữ 운동 nè, chữ 동 đây có vần cuối nên mình sẽ đi với 을. Chà. Rồi, 무슨 운동 đây là một cụm danh từ hồi nãy có phần ngữ pháp mình đã nói rồi. 무슨 운동 là môn thể thao gì, là môn thể thao nào. 무슨 운동을 좋아해요? Bạn, mà bỏ chữ bạn ha, tại vì đây là câu hỏi. Bạn thích môn thể thao nào, hoặc là bạn thích môn thể thao gì. 저는 태권도를 좋아해요. Nói nào,
Cho nên đây là có chủ ngữ nha, chủ ngữ nè, đây là tân ngữ. Dùng hồi nãy là danh từ ưu đưa đó. Chữ tô này không có âm cuối nên mình sẽ thêm với rưu, chua hèo. Cho nên theo con tôi rưu, chua hèo. Tôi thích võ theo con đô. Từ vựng mình đã học rồi ha. Bây giờ mình sẽ đọc bài. Các bạn nhớ là phải đọc theo mình đọc rất là chậm, một hai ba lần chậm mới có một lần nhanh và đọc bình thường. Các bạn phải nhớ đọc theo từng cái một luôn để có thể nói được nhanh nhất có thể. Ngoài việc mà đọc cùng với mình ra thì khi mà các bạn tắt xong các bạn ghi ra, các bạn đọc được rồi á, thì mỗi ngày như vậy các bạn nên đọc từ 10 cho đến 50 lần thì cái khả năng nói của bạn nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Đừng có lười nói nha. Mình sẽ đọc bài ha. Chi mi ca mu ye yo. Chi mi ca mu ye yo. Chi mi ca mu ye yo. Un tung i e yo. Un tung i e yo. Un tung i e yo. Mu sân un tung ơn chô a hè yô. Mu sân un tung ơn chô a hè yô. Rồi, các bạn sẽ thắc mắc ở đây là quận cuối bắt chim hiếp, mà tại sao ở đây là nguyên âm A, nhưng ở đây tại sao lại không nguyên âm lên, không phải là chột ha hoặc là chô ha mà lại là chô a. Các bạn để ý thấy nè, khi bắt chim hiết mà sau bắt chim hiết này liền kề lại là một nguyên âm nhá, một nguyên âm. Dấu hiệu nhận biết nguyên âm rất dễ, tại vì nhiều bạn học với những cái không biết nguyên âm là gì hết. Dấu hiệu nhận biết nguyên âm rất dễ là bạn thấy cái chữ dừng này, cái chữ dừng là biết đó là nguyên âm. Thì đây nguyên âm thường đi với dừng. Thì lúc này hiết này nhá, phụ âm cuối bắt chim hiết mà đi với nguyên âm liền kề nhá, cho mình là liền kề nha. Thì hiết này sẽ là âm câm. Âm câm có nghĩa là không đọc nhá, âm câm có nghĩa là không đọc. Nhưng nếu mà cái bắt chim hiết này mà phía sau lại là phụ âm liền kề nha, là một phụ âm liền kề, là một phụ âm có nghĩa là liền ki giót ti kết ti âm đấy, thì đó tất cả đó được gọi là phụ âm. Thì cái hiết này vẫn là bắt chim ti kết, vẫn đọc là chữ t, mình nhớ cho mình nhá. Rồi để ý hai cái chỗ này nó rất là quan trọng trong việc phát âm. Mình đọc tiếp nha, đọc lại nha. Mu sân un tung ơn chô a hè yô. Mu sân un tung ơn chô a hè yô. Mu sân un tung ơn chô a hè yô. Khi bạn ngắt á, bạn nhớ ngắt chỗ này nha, đừng ngắt chỗ này. Cái này nó cũng có nghĩa luôn. Mu sân un tung ơn chô a hè yô. Ha, rồi tiếp. Cho nên theo con tô rưu cho a he yo. Cho nên theo con tô rưu cho a he yo. Cho nên theo con tô rưu cho a he yo. Câu này các bạn có thể ngắt ra chỗ này. Cho nên theo con tô rưu chua hiểu. Rồi đọc lại một lần nữa nha. Chui mi ca mù ye yo. Chui mi ca mù ye yo. Chui mi ca mù ye yo. Un tung y e yo. Un tung y e yo. Un tung y e yo. Mu sân un tung ơn chô a hè yô. Mu sân nôn tông ơn chô a hè yô. Mu sân nôn tông ơn chô a hè yô. Cho nên theo con tô
조 아 해 요. 저는 운 저는 태권도를 좋아해요. 저는 태권도를 좋아해요. Rồi, bài hôm nay của mình đến đây là hết. Thì mấy bạn nhớ sau cái bài này nó có hai cái phần bài tập. Mấy bạn nhớ làm bài tập. Xong mấy bạn nếu không biết có thể để lại bình luận hoặc là nhắn tin cho mình. Nhớ xem xong like cho mình nhé.